Xin chào các bạn. Tiếc quá nhỉ, mình muốn ghi một cái hình ảnh về cách soi trứng trong khi các bạn nuôi chim cô gái sinh sản. Thì ở đây thì mình muốn nói, nhưng mà tất nhiên hình ảnh nó không được chi tiết, thì mình sẽ nói bằng văn bản một. Các bạn thân mến, con chim cu gáy mà ấp thì 12 đến 14 ngày sẽ lở, và gì những có đôi chim chuẩn là hai con đực cái là thay nhau ấp. Thế vậy vì chi là để tránh cái việc là gì không hiệu quả cũng như là lãng phí thời gian, thì nếu như được thì các bạn có thể là gì đã đôi đã quen rồi, hoặc là các bạn mang ra trứng chim cu Pháp, cu Nhật ấp, thì các bạn có thể kiểm tra trứng sau 4 đến 5 ngày thì các bạn có thể mang ra các bạn soi. Thì ở đây thì các bạn mình hướng dẫn các bạn là dùng một cái bóng điện và các bạn đưa quả trứng vào như này, các bạn xoay. Thì nếu như sau tầm 5 ngày thì các bạn có thể nhìn thấy là nó như một cái mạng nhện có các tia máu, có các gân máu, nó sẽ gì hình thành, đó là những quả trứng có phôi, nó có một cái tim thai, có nghĩa là có một cái đốm bằng hạt đỗ và có một cái mắt đen đen của con chim. Thì các bạn nhìn thấy như thế, và thậm chí nếu mà nhìn các bạn thấy là nhìn thấy cả nhịp tim đập của tim thai, thì đó là những cái quả trứng đạt tiêu chuẩn để đến ngày nở. Còn nếu những quả trứng nào mà gì trong vắt hoặc là gì không có tim thai, có nghĩa là những cái đốm đỏ và cái khu vực cái tim thai nó không không đập, không cựa quậy gì, các bạn nên nhớ là phải nhìn rõ tim thai nhá. Thì các bạn nên bỏ trứng ra, và các bạn không 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 có thể là lấy quả trứng khác, hoặc là các bạn lựa như thế nào đấy để tránh cái việc nó lãng phí thời gian. Còn con chim thì nó cứ ấp thôi, quả trứng nào bỏ thì chúng ta nên bỏ sớm. Đây là công tác gọi là soi trứng. Thì các bạn nên nhớ là cái quá trình đó thì cũng rất quan trọng, nhưng mà mình khuyến cáo là các bạn nên áp dụng với những con đôi chim thuần và những đôi chim Pháp Nhật, thì các bạn thay đổi lùa tay vào để xem trứng, kiểm tra trứng và soi trứng thoải mái. Còn đối với những chim đôi chim ta mà các bạn chưa thuần thì các bạn nên để cho nó ấp một vài nứa để cho nó gì nó đã quen, nó đã bạo dạn. Thì cái chủ đề hôm nay mình đang nói là cái cách soi trứng. Thì khi mà các bạn đi vào cái việc là nuôi sinh sản hoặc là nuôi để cho nó gây giống, thì cái yếu tố soi trứng là yếu tố rất quan trọng. Còn trên đây là gì mô hình là gì, mình cho một máng nước uống đây, một khay cám thóc và một khay thóc, một khay máng uống ở ngoài. Thì với những cái mô hình của mình thì đã có những cái ok mình xoay này. Đây các bạn có thể thấy là gì, đây là một ổ này, này gồm có ba con chim. Thì đây đây mình qua quá trình thì mình thấy là gì có 6 quả trứng, thì chúng ta sẽ san làm ba ổ và chúng ta đánh dấu, và chúng ta sẽ gì đây như thế này. Tại sao các bạn biết là mình có thể là chắc chắn là mình đã đánh dấu, bởi vì đây là một cái cặp chim. Đó, con chim này thì đã được đánh dấu vào đầu rồi. Chân đã được đeo khuyên. Đó, các bạn nhìn thấy chân chân đeo khuyên.
Thì đây là con chim, nó là con chim cộng với một con chim ở ổ bên kia, nó sẽ thành một đôi, còn hai con chim ở dưới này sẽ thành một đôi. Thì các bạn thân mến, là tại sao là mình lại khuyến cáo là chỉ ba, bởi vì là cái sức nuôi của mẹ nó rất là gì, rất là căng. Thì nếu như mà các bạn nuôi bốn thì các bạn phải có những đôi chim nó khá thuần, và các bạn nên bón hỗ trợ, nên bón hỗ trợ cho cùng với mẹ nó. Thì đó là những cái mà các bạn lưu ý khi nuôi chim sinh sản ở cơ sở chim cu gáy Vũ Văn Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Lại một nữa xin chia sẻ rất là chân thành với quý bà con trên khắp mọi miền tổ quốc về cái kinh nghiệm cũng như cái cách để mà tạo ra được một cái con chim non giống, và tại sao nếu bên mình lại có được những cái lượng chim để cung cấp ra thị trường và tốt như vậy. Thì xin chia sẻ với bà con là như vậy. Một lần nữa thân ái chào các bạn, và các bạn nên nhớ rằng hãy gọi cho bên mình vào cái số điện thoại là 0163 530 9982, cũng như cái kênh cá nhân của mình, đó là cái kênh Chim Cú Gáy Hay. Các bạn thân mến, hy vọng là các bạn sẽ yên tâm khi mà có những cái giao dịch, cũng như có những cái đặt chọn niềm tin vào cơ sở bên mình. Những con chim mà mình nuôi lên thì nó cũng có rất nhiều cái đặc tính, nhưng mà mình luôn luôn là những người có tính hệ thống và tính chắc chắn. Ví dụ như con chim này, các bạn đã thấy mình ghi ở đây nè. Đó, con chim này là con chim mà thực ra là con chim này là nó là con chim ở bẫy ở ngoài rừng về, nó là mắc phải bẫy sập. Và con chim này có tố chất là thổ đặc, và các bạn thì mũi tên đồng, có nghĩa là có đồng, đúng không ạ? Thì con chim này nó sẽ rất có giá trị sau một thời gian gọi là thuần hóa nữa. Các bạn thấy là mình nuôi cũng rất là khá thuần rồi. Đó, thì con chim thì nó phải có cây. Các bạn ở đây thì cũng thấy là gì? Có rất nhiều cây để cho chim ở, và chim tạo thành cái bóng mát cho chim. Con này là con còi pha đồng, con này thổ diều, sáo diều vi vu. Con này gì, con này ghi ở đây là gì, còi pha. Con này là chim từ rừng về. Thì các bạn có thể thấy là gì, đây là những con chim mình đã gì, đã thuần hóa từ lúc còn đỏ hòn, và chúng rất là gì. Khi mà các bạn thấy không, mở cửa lồng chúng sẽ không có vấn đề gì cả, chúng bậu lên tay bình thường. Đó là những con chim mà mình đã thuần hóa. Đó, đây là đôi chim mình đã thuần hóa. Thì các bạn, mục đích của mình là muốn là gì, làm sao cho nó được thuần hóa từ bỏ từ nhỏ. Đó, chim rất là thuần. Như con chim này mình khẳng định là đã thả ra rất nhiều rồi, chúng sẽ gì vẫn cứ về như không, bởi vì là nó đã được nuôi bộ từ nhỏ. Những con chim này nó có giá trị, sau khoảng 1 năm nữa những con chim này sẽ rất giá trị. Còn với những
Khu vực này là những khu những đôi chim bố mẹ đã thuần chủng rồi mà luôn luôn ấp đẻ liên tục. Đó. Còn đây là những cặp chim nó đã gọi là mình các bạn nên nhớ là những cặp chim này là những cặp chim mà mình gọi là giờ giờ ương ương, có nghĩa là chúng đã gì, chúng đã đủ lông đủ cánh, và nếu như chúng chúng ở cái giai đoạn là đang học mổ ra là mình thường là cái cách của mình sẽ gì nhốt một cái con đàn anh đàn chị nó đã biết mổ vào rồi thì các bạn nên để vào cái máng ăn theo kiểu là gì? Sàn phẳng thấp như thế này thì những con chim nó sẽ để đói thì chúng sẽ gì học nhau và chúng nhìn thấy những con đàn anh đàn chị chúng sẽ nhập nhặt, chúng sẽ tự gì? Biết tự ăn, thì đấy là một trong những cách mà các bạn tập để cho chim biết mổ. Các bạn những đôi chim này chúng sẽ rất là đẹp bởi vì chúng vừa qua giai đoạn bón và giết mổ, bây giờ mình đang để cho chúng học học cách giết 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 mổ. Và các bạn nên nhớ là để máng uống và máng ăn cực kỳ là gì gần và tiện. Đây có thể làm giãn lên và kể nó mất 1 2 ngày nó đã biết ăn rồi thì sau này nó sẽ gì nó sẽ tự biết thò đầu ra cái cống này và nó ăn. Sau này nó có những cái cống, nhưng khi mà chúng ta dạy khi biết ăn thì các bạn nên để nhiều vị trí máng chim sẽ rất nhanh biết ăn. Và một trong những cái điều chia sẻ nữa là các bạn thân mến, đó là gì? Nếu như các bạn là dùng cái máng uống theo kiểu tự chế như này thì chúng sẽ tự thò đầu ra và chúng sẽ uống. Nhưng mà các bạn lưu ý là dùng cái này là các bạn nên để một cái lỗ vừa đủ cái đầu của nó chui ra thôi. Nếu các bạn để nó dài như thế này là nếu mà các bạn cái khe của hơi rộng con chim nó non có thể là nó hoảng sợ nó lách nó ra mất chim của các bạn. Nên cái thứ hai là các bạn thì mình chia sẻ với các bạn là gì, đây là một cái ống quần, thay vì mình làm cái cửa thì mình sẽ gì mình sẽ làm ra một cái tay hồ lô như thế này, mặc dù là gì nó không được đẹp lắm nhưng mà gì nó lại có cái tính năng là gì, khi các bạn cho chim ăn đó, các bạn bắt chim đó, các bạn làm gì đó thì khi các bạn gì rút tay ra cái rút ra thì cái gì cái tay áo nó sẽ buông xuống và nó gì nó tạo thành một cái bóng tối như thế này thì không có con chim nào có thể lao ra đây mà ra được cả, mặc dù các bạn quên không đóng cửa lồng. Còn nếu như các bạn dùng những cái theo kiểu cửa trôi trượt lên trượt xuống thì một ngày nào đó các bạn sẽ gì để mất chim, bởi vì là trong quá trình các bạn làm thì trong bó đuốc bắt được một con ếch, các bạn in nhớ rằng thì sơ ý cái là các bạn quên đóng cửa lồng, đang cho ăn tự nhiên có đứa trẻ con nó bị ngã hay là chạy ra đỡ, thế là xong là quên đóng cửa lồng. Bản thân mình cũng có những cái lỗi như vậy, sau này mình nếu thế thì phải làm nào để cho không bao giờ quên thì mình làm như vậy. Những cái cửa này là gì, những con chim hậu bị như thế này mình cho ra đây để cho nó có thời gian. Các bạn nên nhớ là gì? Chúng sẽ rất là đó, đây là chúa rất là sạch đúng không ạ, thì chia sẻ với các bạn một số những cách làm cửa cửa lồng như vậy. Các bạn có thể tư vấn, có thể liên hệ cho bên mình theo số điện thoại là 0163530982. Mình xin nhắc lại là 0163530982. Cái số thứ hai mình mới làm thêm bởi vì là cũng qua quá trình rất nhiều người gọi và nó sẽ mình gần như là không 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 có kịp phục vụ nên là mình sẽ tạo thêm một cái số nữa là 0989177982, đoàn là số tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và nên nhớ rằng hãy đăng ký kênh của Vũ Văn Thao, một vườn chim cô gái thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, luôn luôn có tinh thần giao lưu học hỏi và chia sẻ với tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thân ái chào tạm biệt.